Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ mừng 500 năm loan báo tin mừng tại Philippines. Lúc 10 giờ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp khai mạc năm kỷ niệm 500 năm loan báo tin mừng tại Philippines. Vì đại dịch nên chỉ có hơn 100 người tham dự thánh lễ, trong đó có một số chủng sinh và tám linh mục Philippines ở Roma. Đồng tế với Đức Thánh Cha, đặc biệt có Đức Hồng Y Antonio Tagle, nguyên tổng giám mục Manila và hiện là tổng trưởng bộ loan báo tin mừng cho các dân tộc, và Đức Hồng Y Angelo de Donatis, giám quản Roma. Thánh lễ bắt đầu với đoàn rước trong đó có một nhóm người Philippines một thiếu nữ bế tượng Chúa Giêsu hài đồng Santonino, một thanh niên cầm thánh giá Magellan và sáu thiếu nữ với khăn trong tay, tất cả vừa đi vừa múa hát theo truyền thống. Trong bài giảng lễ, khởi đi từ bài Tin mừng, Đức Thánh Cha nói: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con của Người. Đây chính là trọng tâm của Tin mừng và là niềm vui của chúng ta. Thực vậy, sứ điệp Tin mừng không phải là một ý tưởng hay một học thuyết, nhưng là chính Đức Giêsu người con mà chúa cha đã ban cho chúng ta để nhờ người chúng ta có sự sống nền tảng niềm vui của chúng ta không phải là một lý thuyết hay về cách tìm kiếm hạnh phúc mà là trải nghiệm thực tế khi được đồng hành và yêu thương trong suốt hành trình cuộc sống thiên chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con của người đức thánh cha khai triển hai điểm thiên chúa yêu thế gian và thiên chúa đã ban con của người Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng bằng cách nói đến chương trình mục vụ của Giáo hội Philippines, dẫn thân loan báo tin mừng là hướng đến mọi người và đến với mọi người. Khi bước đi trên con đường này, anh chị em đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ e ngại loan báo tin mừng, phục vụ và yêu thương. Với niềm vui, anh chị em cũng có thể giúp mọi người nói về Giáo hội. Giáo hội rất yêu thương thế gian, thật đẹp và lôi cuốn biết bao một Giáo hội biết yêu thương thế giới không xét đoán và một giáo hội biết hiến mình cho thế gian. Ước mong ở Philippines và mọi nơi trên trái đất được như thế. Cuối thánh lễ, Đức Hồng Y Tạc Lê đại diện giáo hội Philippines và đặc biệt những người Philippines đang sống ở Roma cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài nói, chúng con mang đến đây tình con thảo của toàn thể người dân Philippines của 7.641 đảo của đất nước có hơn 10 triệu người di cư Philippines đang sống ở gần 100 quốc gia trên thế giới. Chúng con hiệp thông thánh lễ sáng nay cùng với Đức Thánh Cha. Tiếp đến, Đức Hồng Y nói đến Hồng Ân Đức Tin mà Philippines đã lãnh nhận trong 500 năm qua. Và hoa trái là hiện nay quốc gia đứng thứ ba về số người công giáo trên thế giới. Ngài cũng cảm ơn biết bao người đã cộng tác vào công cuộc loan báo tin mừng này. Cuối cùng, đức hồng y nói đến việc di cư ở khắp nơi trên thế giới của hàng triệu người philippines như là kế hoạch màu nhiệm của thiên chúa hồng ân đức tin đã lãnh nhận giờ đây những người di cư này mang đến chia sẻ cho những nơi họ hiện diện ngài nói chúng con xa gia đình không phải chúng con muốn bỏ rơi họ nhưng để lo cho tương lai con cái vì yêu thương gia đình chúng con phải chấp nhận nỗi đau chia ly này khi chúng con cảm thấy cô đơn vì xa quê hương chúng con tìm được sức mạnh nơi Chúa Giêsu đang ở với chúng con. Chúa Giêsu đấng đã tự trở thành một em bé Santonino và tự nhận mình là người Nazareth vác thập giá cho chúng con. Sau những lời cảm ơn của Đức Hồng Y, hai người đại diện dâng một bức tranh thánh cho Đức Thánh Cha và Đức Thánh Cha ban phép lành cuối lễ, cùng hát tạ ơn Đức Mẹ với Đức Thánh Cha có một phụ nữ và hai em bé dân hoa cho đức mẹ.